Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin bất động sản của công ty cổ phần tập đoàn Mayland. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Người dân Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh mất 169 năm để mua nhà phố, hơn 20 năm để mua chung cư. Doanh nghiệp bất động sản ồ ạt mua lại trái phiếu trước hạn, nợ bất động sản thành món đầu tư béo bở tại châu Âu. Thưa quý vị, theo thống kê giá giao bán trung bình các loại hình nhà ở Hà Nội hiện nay là 22,8 tỷ đồng một căn, với nhà mặt phố 17,8 tỷ đồng một căn, với biệt thự 6,3 tỷ đồng một căn với nhà riêng và 3,1 tỷ đồng một căn đối với chung cư. Ước tính thu nhập bình quân của người lao động Hà Nội năm 2023 là 135 triệu đồng một năm như vậy để sở hữu một căn nhà mặt phố tại Hà Nội, người dân thủ đô cần cài quốc 169 năm. Muốn sở hữu một căn nhà riêng thì cần 132 năm. Mua nhà riêng sẽ mất 47 năm, còn mua căn hộ chung cư mất 23 năm. Giả thiết họ dùng toàn bộ thu nhập để mua nhà. Trong khi đó tại Thành phố Hồ Chí Minh, giá giao bán trung bình một căn nhà mặt phố là 25 tỷ đồng, tương đương với 169 năm thu nhập bình quân của người lao động tại thành phố này. Giá trung bình mỗi căn biệt thự là 24 tỷ đồng, tương đương 162 năm thu nhập của người dân. Giá nhà riêng rơi vào khoảng 7,9 tỷ đồng một căn, tương đương 53 năm thu nhập. Còn chung cư được giao bán với mức giá trung bình 3,5 tỷ đồng một căn, gần bằng 24 năm thu nhập. Mức thu nhập bình quân của người lao động thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2023 ước tính khoảng 148 triệu đồng một năm. Dùng số năm tích lũy để mua chung cư Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là hơn 20 năm, thấp hơn nhiều so với các loại hình khác nhưng đây vẫn là một con số lớn. Trong khi đó, giá trung bình căn hộ trung cư tại vùng thủ đô Tokyo, Nhật Bản vào năm 2019 chỉ bằng 8,8 năm thu nhập bình quân hộ gia đình ở Tokyo và khu vực lân cận, theo dữ liệu từ công ty nghiên cứu thị trường Statista của Đức. Cũng theo đơn vị này, giá căn hộ sơ cấp Singapore năm 2020 tương đương 15,4 năm thu nhập bình quân của hộ gia đình. Các chuyên gia nhận định việc mua nhà ở các đô thị lớn Việt Nam sẽ ngày càng khó khăn, do đó người dân cần có kế hoạch tích lũy, gia tăng thu nhập để sớm mua được nhà thay vì chờ đợi giá giảm sâu. Cũng theo khảo sát, Việt Nam đứng hàng đầu Đông Nam Á về mức độ chênh lệch giữa giá nhà và thu nhập bình quân của người lao động. Từ năm 2018 đến năm 2021, tỷ lệ chênh lệch giá bất động sản với thu nhập bình quân của người Việt Nam không ngừng tăng, vượt cả Singapore, trong khi chỉ số này ở Indonesia, Malaysia và Thái Lan có dấu hiệu giảm. Các nhà phân tích dự báo giá bất động sản Việt Nam sẽ khó có xu hướng giảm và khoảng cách giữa giá nhà với thu nhập bình quân của người dân sẽ ngày càng tăng lên. Thưa quý vị, dù Nghị định 08 cho phép doanh nghiệp đàm phán kéo dài thời hạn trái phiếu, nhưng đến nay doanh nghiệp vẫn cấp tập mua lại trái phiếu trước hạn, trong đó chủ yếu là nhóm bất động sản. Doanh nghiệp mua nhiều nhất trong những ngày gần đây là công ty cổ phần City Garden, mua lại toàn bộ lô trái phiếu CG2018, tổng giá trị 270 tỷ đồng. Lô trái phiếu này phát hành từ tháng 9 năm 2018 đến tháng 9 năm nay sẽ đáo hạn. City Garden là thành viên của công ty cổ phần phát triển và tài trợ địa ốc ERC, Rifico, doanh nghiệp bất động sản lớn khá kín tiếng trên thị trường. Nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản xây dựng cũng mua lại trái phiếu trước hạn. Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp phải khất nợ trái phiếu, có không ít công ty chủ động mua lại trái phiếu trước hạn. Theo số liệu của công ty xếp hạng tín nhiệm Fin Rating, tháng 2 vừa qua, quy mô trái phiếu mua lại trước đáo hạn đạt gần 6.000 tỷ đồng, tăng khoảng 36% so với cùng kỳ năm 2022. Dù vậy, Fin Ratings đánh giá, trong bối cảnh kiểm soát tín dụng bất động sản, hoạt động mua lại sẽ gặp nhiều thách thức trong thời gian tới. Tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đáo hạn trong năm 2023 ước tính ở mức 235.000 tỷ đồng, trong đó số dư ở các doanh nghiệp bất động sản là 100.000 tỷ đồng. Tổng dư nợ trái phiếu riêng lẻ đáo hạn trong hai quý sắp tới lần lượt ở mức 36.200 tỷ đồng quý 2 và 35.400 tỷ đồng quý 3. Fin kỳ vọng các chính sách mới hiện nay bao gồm nghị định 08 về trái phiếu riêng lẻ và nghị quyết 33 vừa ban hành của chính phủ sẽ là nền tảng tạo điều kiện cho các thành viên thị trường thực hiện hoạt động tái cấu trúc nợ, đồng thời hỗ trợ chủ đầu tư tiếp cận nguồn tín dụng mới khi các biện pháp cho vấn đề pháp lý bất động sản được triển khai. Thưa quý vị, trong khi các ngân hàng đang siết cho vay với thị trường bất động sản ở châu Âu, theo hãng tin Bloomberg, các nhà đầu tư đã tham gia vào việc bơm nguồn vốn cấp thiết cho các công ty bất động sản đang gặp khó khăn. Theo dữ liệu từ công ty nghiên cứu PricewaterhouseCoopers, kể từ năm ngoái, các quỹ hưu trí, công ty bảo hiểm và công ty cổ phần tư nhân đã đầu tư hơn 8 tỷ đô la Mỹ vào thị trường nợ bất động sản châu Âu. Nếu không có nguồn tài chính mới, các chủ bất động sản phải đối mặt với áp lực phải bán tài sản để trả nợ. Kịch bản này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc định giá tài sản và tạo ra một vòng xoáy tiêu cực. Tuy nhiên, nguồn tiền mặt từ các nhà đầu tư chỉ góp một phần nhỏ vào khoản thiếu hụt vốn khổng lồ của thị trường bất động sản. Công ty đầu tư PGIM dự kiến các ngân hàng châu Âu sẽ rút tới 125 tỷ euro, tương đương với 132 tỷ đô la Mỹ khỏi hoạt động cho vay đối với bất động sản. Ngoài ra thị trường này cũng đối mặt với khoảng 200 tỷ euro, tương đương với 214 tỷ đô la Mỹ nợ đáo hạn trong năm nay và năm tới. Giới quan sát đánh giá trong tuần này, hội nghị bất động sản MIPIM hàng năm ở Cannes Pháp sẽ giúp định hình mức độ các nhà đầu tư có thể lấp đầy khoản vốn thiếu hụt trong lĩnh vực bất động sản. Trong những năm trước, MIPIM chủ yếu là nơi các danh mục đầu tư trị giá hàng tỷ euro được chào mời, nhưng năm nay thì khác. Vấn đề tín dụng là trọng tâm chính của hội nghị có 23.000 người tham dự này. Dù thị trường bất động sản châu Âu trải qua nhiều biến động, các nhà đầu tư vẫn nhìn thấy tiềm năng tạo ra lợi nhuận cao với rủi ro trong tầm kiểm soát. Trong khi giá bất động sản đang giảm ở các thị trường như Anh và Thụy Điển, các nền kinh tế châu Âu đang đứng vững mặc cho những khủng hoảng năng lượng và lãi suất cao hơn. Bên cạnh đó, tỷ lệ việc làm ở nhiều nước vẫn ở mức cao, điều này cho thấy người thuê có khả năng tiếp tục trả tiền các chuyên gia cho biết, sự lạc quan có vẻ bất thường trong bối cảnh thị trường biến động, chính sách tiền tệ thắt chặt và suy thoái kinh tế đang rình rập. Tuy nhiên, với tư cách là nhà cung cấp nợ bất động sản, chúng tôi có lẽ đang ở trạng thái tích cực nhất từ trước tới nay. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin bất động sản của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi, xin kính chào và hẹn gặp lại.